Trong tất cả các đề xuất được đưa ra để kết thúc Ngoại hạng Anh, thì phương án tổ chức các trận đấu còn lại của giải đấu trên sân vận động trung lập ở nước Anh có vẻ là khả thi hơn cả, khi mà các cầu thủ sẽ không phải di chuyển nhiều và lịch thi đấu thì cũng sẽ thuận lợi hơn cho các cổ động viên theo dõi các trận đấu. Những tưởng đây đã là phương án hoàn hảo nhất cho tất cả, thì hóa ra không phải thành viên nào của Ngoại hạng Anh cũng ủng hộ phương án trên. Tưởng chừng như dự án tái khởi động của giải Ngoại hạng Anh đã đi đến thống nhất và sẽ sớm triển khai trong tháng 6. Tuy nhiên, mọi chuyện lại gặp rắc rối khi có bất đồng trong chuyện đá sân trung lập và các suất lên xuống hạng. Sau câu lạc bộ ở nhóm cuối bao gồm Brighton, Watford, West Ham, Bournemouth, Norwich và Aston Villa, nhiều khả năng sẽ chống đối dự án Ngoại hạng Anh trở lại do cảm thấy bị nhóm các đội bóng lớn áp đặt. Nguyên nhân sâu xa do các đội nhóm cuối phát hiện ra như ông lớn đang cố vận động phiếu bầu giữ nguyên 3 suất xuống hạng và 3 suất thăng hạng. Trong khi đó, 6 đội xếp cuối muốn được ở lại với Ngoại hạng Anh. Nếu còn suất xuống hạng, 3 trong số 6 đội sẽ ra đi và chưa biết đội bóng xấu số nào sẽ là nạn nhân, bởi còn tùy thuộc vào các phương án của ban tổ chức. Lúc này, với con số 6 đội thì chưa đủ để phủ quyết phương án quay trở lại, nhưng cũng là mối nguy hiểm bởi chỉ thêm 1 hay 2 đội bóng nghiêng theo hướng phản đối, Ngoại hạng Anh có thể sẽ lại vỡ trận. Lúc này, Ngoại hạng Anh có thể sẽ đưa ứng dụng cổ vũ tại nhà dành cho các cổ động viên không thể đến sân theo dõi trận đấu. Theo đó, 3 câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh bao gồm Liverpool, Manchester City và Arsenal đang làm việc với một công ty công nghệ tại Đức để đưa ứng dụng này vào thử nghiệm. Nếu có ứng dụng này, các cổ động viên có thể chọn trận đấu mà mình muốn theo dõi. Có 4 cách để cổ vũ, đó là hò reo, vỗ tay, hát và huýt sáo. Ấn càng nhanh, âm thanh cổ vũ càng lớn và các âm thanh mà các cổ động viên chọn sẽ truyền đến sân vận động tổ chức trận đấu chỉ trong 0,1 giây để giúp truyền lửa đến các cầu thủ trên sân. Dự kiến, nếu thành công, ứng dụng này có thể được đưa vào các trận đấu khi Ngoại hạng Anh trở lại vào tháng 6. Trong khi đó, thì các quan chức Ngoại hạng Anh cũng đang xem xét một loạt những phương án nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và nhân viên khi mùa giải trở lại trong giai đoạn Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát. Mới nhất, Giám đốc điều hành của Ngoại hạng Anh, ông Gordon Taylor đã đưa ra một phương án, đó là rút ngắn thời gian thi đấu của mỗi hiệp trong các trận đấu. Theo ông Gordon Taylor, việc giảm số thời gian thi đấu xuống dưới 45 phút một hiệp có thể giúp cho các cầu thủ cảm thấy an toàn hơn và nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ với mật độ thi đấu dày đặc. Đây sẽ là một trong những điều chắc chắn được bàn tới trong cuộc họp thượng đỉnh tổ chức vào thứ 6 tới, ngày 8 tháng 5 ở Anh. Nếu các trận đấu ở Ngoại hạng Anh buộc phải rút ngắn thời lượng thì rất có thể là chúng ta sẽ không được chứng kiến nhiều bàn thắng. Bởi theo thống kê từ đầu mùa giải tới giờ có tới 128 bàn thắng chiếm 17% tổng số bàn thắng được ghi trong 15 phút cuối trận đấu. Và không chỉ vậy thì nhiều khả năng thời gian tới Ngoại hạng Anh sẽ trở lại mà không có khán giả trên sân vận động. Điều này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng thi đấu của các câu lạc bộ. Và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng tới với đoạn phân tích sau của chúng tôi để xem là nếu giải đấu cao nhất xứ sở sương mù trở lại với khán đài trống thì đội bóng nào sẽ được hưởng lợi. Đội bóng nào được hưởng lợi khi thi đấu không có khán giả, nghe quả thực vô lý phải không? Vì đội bóng nào chẳng muốn được chơi bóng dưới sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, với những bài hát truyền thống và những giai điệu cổ động như muốn phá nát tâm can của đối thủ. Thực tế đã chỉ ra rằng, Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay chứng kiến tỷ lệ giành chiến thắng trung bình của các đội bóng khi được chơi trên sân nhà cao hơn khoảng 14,6% so với khi phải thi đấu trên sân của đối thủ. Nhưng, xét trên một khía cạnh nào đó, nếu Ngoại hạng Anh trở lại mà không có khán giả, sẽ không có ít đội bóng được hưởng lợi từ điều này. Trước hết, đó là đội đầu bảng Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside có tới 5 trên 9 trận phải đá xa nhà trong phần còn lại của mùa giải, trong đó có các trận cầu đinh với Everton, Man City và Arsenal. Việc không phải đối đầu với các câu lạc bộ này ở sân nhà của họ sẽ giúp cho đoàn quân của Jurgen Klopp cảm thấy yên tâm hơn trong công cuộc tìm kiếm chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 30 năm. Tương tự với họ, Man United cũng có lợi thế nhất định trong cuộc đua đến với top 4. Họ sẽ phải đối đầu với 3 đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng trong phần còn lại của mùa giải, trong đó có 2 chuyến làm khách tới sân của Tottenham Hotspur và Leicester. Bên cạnh đó, phần còn lại của mùa giải cũng chứng kiến Man United sở hữu lịch thi đấu dễ thở nhất, khi vị trí trung bình của các đối thủ sắp tới của Quỷ Đỏ chỉ là 12,3. Những nụ cười của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác. Không hề ngẫu nhiên khi Brighton kịch liệt phản đối việc phải chơi trên sân trung lập, các đối thủ sừng sỏ còn lại sẽ phải hành quân tới sân của chim hồng biển, bao gồm 2 đội bóng thành Manchester, Liverpool, Arsenal và Newcastle. Họ cũng còn tới 7 trận sân nhà trong phần còn lại của mùa bóng. Việc không có sự cổ vũ của các khán đài sân Amex sẽ thực sự là một bài toán nan giải cho thầy trò Graham Potter. Tương tự, Aston Villa và Bournemouth cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Lịch thi đấu của họ cũng rất khó khăn trong thời gian tới. Nhìn chung, việc thi đấu trên sân trung lập là giải pháp ổn nhất mà ban tổ chức Ngoại hạng Anh có thể đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành ở đảo quốc sương mù. Vấn đề là các đội bóng sẽ phải cố gắng xoay sở để có kết quả tốt nhất trong phần còn lại của mùa giải.
Italia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới. Song cuộc sống ở đất nước hình chiếc ủng sắp quay trở lại bình thường và bước vào giai đoạn sống chung với dịch bệnh khi mà người dân sẽ đi làm trở lại, các phương tiện giao thông công cộng hoạt động lại và các cầu thủ cũng sẽ quay trở lại tập luyện. Chính phủ Italia đã cho phép các vận động viên thi đấu môn thể thao cá nhân bắt đầu trở lại tập luyện từ ngày 4 tháng 5 sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng. Các môn thể thao đồng đội bao gồm bóng đá sẽ phải chờ thêm 2 tuần trước khi được trở lại tập luyện. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay đã có một số câu lạc bộ tại Serie A quay trở lại tập luyện bao gồm Juventus, Udinese và Atalanta. Theo đó, các cầu thủ sẽ rèn kỹ năng cá nhân, đảm bảo khoảng cách 2 mét trên sân tập. Dự kiến từ ngày 18 tháng 5, các đội bóng tại Italia mới có thể tập luyện theo nhóm. Đây là thời điểm mà chính phủ Italia sẽ có quyết định quan trọng liên quan đến các hoạt động tập trung đông người ở các mảng thể thao, văn hóa, giải trí và thông tin kinh tế. Vẫn chưa thể biết Serie A sẽ bao giờ trở lại, nhưng trong các cuộc họp trực tuyến trước đó với ban tổ chức của giải đấu, tất cả 20 câu lạc bộ đều thống nhất rằng mùa giải 2019-2020 sẽ được hoàn tất, thay vì phải hủy bỏ kết quả giống như giải vô địch quốc gia Pháp, Hà Lan hay Bỉ. Cũng giống như một số câu lạc bộ tại Serie A, ngày hôm qua, câu lạc bộ danh tiếng của Brazil, Internacional đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải. Đội bóng nổi tiếng của xứ Samba đưa ra những quyết định nghiêm ngặt cho việc phòng chống COVID-19, khi các cầu thủ đến sân sẽ được đưa thẳng vào lều y tế để xét nghiệm virus corona. Câu lạc bộ đang làm mọi cách để phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho các cầu thủ cũng như nhân viên khi lúc này dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Brazil. Với 114.000 trường hợp được xác nhận dương tính với virus corona và gần 8.000 trường hợp tử vong. Theo hãng tin Reuters, quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được Thủ tướng Đức bà Angela Merkel thông qua cuộc họp với các thành viên chính phủ vào ngày hôm nay. Theo đó, rất có thể từ ngày 11 tháng 5, nhiều cửa lớn ở các bang của nước Đức sẽ được mở cửa hoạt động trở lại và bóng đá với giải Bundesliga cũng có thể sẽ quay trở lại vào ngày 16 tháng 5 tới. Hiện ở châu Âu, Đức là quốc gia thành công hơn các nước khác trong việc kiểm soát và làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19. Vì thế, nước này sẽ từng bước nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và để các hoạt động xã hội có thể được trở lại bình thường. Theo thông tin chuyển nhượng từ báo chí Anh, câu lạc bộ Juventus lúc này muốn đề nghị Manchester United một vụ trao đổi cầu thủ, đó là một số tiền cộng với Aaron Ramsey, cái tên mà Manchester United từng theo đuổi để đổi lấy Paul Pogba. Tất nhiên, phương án này có mức độ thành công không cao, bởi mới đây, chính Juventus cũng thừa nhận không kham nổi tiền lương cho tiền vệ người Pháp. Theo thông tin được đăng tải trên tờ France Football, câu lạc bộ Sevilla đang dành sự quan tâm cho tiền vệ thuộc biên chế Chelsea, Bakayoko. Ở mùa bóng năm nay, Bakayoko đang thi đấu tại Monaco dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, tiền vệ này sẽ không có cội đá chính nếu quay lại Chelsea mùa hè này. Do vậy, Sevilla đánh tiến sẵn sàng giải cứu Bakayoko. Đội chủ sân Sanchez Pizjuan cũng chuẩn bị sẵn số tiền từ 25 đến 30 triệu euro cho thương vụ này và họ tin rằng có thể thuyết phục được Chelsea chấp nhận nhà người. Trong thời gian chờ đợi ngoại hạng Anh quay trở lại với sân cỏ thì những người hâm mộ có thể tạm tìm thấy niềm vui bóng đá ở giải đấu Premier League Invitational. Giải đấu được mô phỏng ngoại hạng Anh ngoài đời thực nhưng trên nền tảng thể thao điện tử. Và giờ thì hãy cùng chúng tôi tới với những cập nhật mới nhất của giải đấu này. Ngày thi đấu đầu tiên của lượt 2 giải Premier League Invitational đã cống hiến cho khán giả nhiều diễn biến hấp dẫn. Hai trong ba khách mời đặc biệt của giải ra sân trong ngày hôm qua đều đã nhận trái đắng. Ở trận đấu đầu tiên, chuyên viên của YouTube đồng thời là cổ động viên của West Ham là Spencer Owen đã không thể làm nên bất ngờ trước cầu thủ trẻ Ryan Sessegnon của Tottenham Hotspur. Sau đó 1 giờ đồng hồ, diễn viên Michael Ward đến từ hội cổ động viên Arsenal cũng nhận thất bại trước Burnley của Charlie Taylor. Dù đã có được bàn gỡ hòa trong những phút cuối của hiệp 1, nhưng bước sang hiệp 2, Charlie Taylor đã cho thấy tư duy bóng đá làm nên sự khác biệt thế nào khi đánh gục đối thủ với tỷ số 2-1. Khách mời đặc biệt duy nhất có thể bước tiếp sau lượt trận hôm qua chính là Geoffrey Archer, người đại diện cho câu lạc bộ Manchester United. Dù chất lượng đường truyền mạng không thực sự tốt, nhưng anh vẫn cùng Rolando Arons của Newcastle cống hiến một trận cầu hấp dẫn. 45 phút đầu tiên khép lại với kết quả rất sát sao khi Archer có bàn mở tỷ số rồi để cho Arons gỡ hòa. Nhưng bước sang hiệp 2, Archer đã khai thác tốt khoảng không gian mênh mông mà các hậu vệ biên của Newcastle để lại, qua đó nhấn chìm đối thủ với kết quả 4-1. Trận đấu còn lại giữa Madison của Leicester City và Wilson của Bournemouth bị hoãn do gặp vấn đề kỹ thuật. Cặp đấu này sẽ được tổ chức sau.